gốc bạ củ to như kia, xong thân trên nó nhỏ tí. Cái này bao tiền cô? Để về xem mà đại huynh có thích không? Đẹp, cây kim quýt này. À kim quýt đây gì? À có cây cây ấy đẹp lắm. Cây gì? Cắm đây. Đẹp lắm. Trong kia? Tí vào quay cho ông anh cũng xem, ông ấy đang ở Hải Phòng. Không có ở đây chứ không, không mò ra rồi. Đây này, cây này không có này. Hải Châu á? Hải Châu đấy, lùn tí, dáng làng đi. Cây đó bao tiền? Cây bao tiền cô? Đang bận à, cứ đứng xem hỏi tiền nong nào. Có vang vào quá. Cây cần thăng lão gì nó cũng vô, nó cao bằng này như này. Nhưng mà nó còn không được đẹp như này. Nhưng mà nó cũng gốc to, ngọn bé thì bé. Ý nói là nó dạng dạng như ngọn bé như này. Cây đấy nó cho... 30 triệu nó thường ý. À. Nó mua hội chợ ấy. Nhiều tiền, người nhiều tiền. Ừ, nhưng mà đây này. Của tao gốc từ gốc bồ ngọn chỉ bé tí, ngọn tí tí kìa, không nhất cắt gì kìa. Yeah. Cây đẹp như vậy. Nếu mẹ em nói đi mua cây 10 mấy triệu. Ông Thường á? À? Ông gì ông Tuấn đi nhỉ? À, ông Tuấn có cây. Đấy cây ấy làm sao mà đẹp như cũng cây này được. Na ná cây này. Na ná cây này nhưng làm sao nó nguyên bản như cây này được. Cây là cơ khủng khiếp xuống. À. Cây này của đáng lẽ ra ông làm nhà tao mua cho nó cây ấy rồi. 6 triệu, 6 triệu à? Chả biết mua của chúng nó. Không mà cây này là 6 triệu à? Ông mua vào nhiều 6 triệu. Cây này này. Cái con kia bảo có gốc rình rành to to đâu. Nhà mày xong rồi. 6 triệu à? Cái cây là cũng cây của ông Lập nhà tao chứ của ai. Ôi đang sẵn tiền mà thì thì ông Lập tao bảo là cái anh tìm cho cây nó có gốc ý. Chứ à. Không phải là hàng chiết. À đây à. Thế là thì nhà mày thướng lên thì sẽ xốn. Ôi sẵn tiền rồi xuống ngay. Cây mới lại mua gì đâu. Xốn lên xong rồi đi lấy cái cây cần thăng chiết. Cái này bao tiền? Cái này bao tiền nhỉ? Cái này bao tiền? 5 đồng. Cái này hình như triển lãm về hay sao chứ? Cái này ở triển lãm. Hai cái này ôm thấy tập chú bảo rồi. 5 đồng, hai cây mới. Đấy, hai cây mới. Xem có cây gì. Cây gì? À đây vừa hỏi cái vừa bảo cái này là cũng cúc thế nhỉ? Cũng đấy thì Hải Châu cũng hàng đẹp luôn. Cũng 6 đồng à? Cũng 6 đồng à? Hả? Cũng 6 đồng à? Ừ. Hải Châu. 6 đồng. Tôi đẹp luôn làm gì có cái răng làng đấy. Làng quả. Chết. Còn cắm chìa khóa kia không sao. Để tí nữa vào xem cả cây đình dành nhé. Thấy Lập chú bảo bảo Tuấn là có cái cây kim thanh mai hay cái gì đâu đẹp đẹp đâu đây là đây ý à kim thanh mai huynh này rẻ thôi rất hơn triệu huynh này chỉ thích gốc to thôi. Gốc to là khoái cây giá khác là không thích. Đang có quả ghê quá, tán tục mình quá. Phải hưởng ứng thôi các bác. Mình có mua đâu. Phải hưởng ứng thôi. Phải hưởng ứng thôi. Hưởng ứng thôi. Kim thanh mai đây anh ạ. Chắc có cây này thôi. Mini mà. Mini. Đây cây này. Đây sẽ định vào cây cần thăng kia với cái kim quýt kia. Đấy. Xem nào. Hồng Ngọc Mai.
đâu để tìm cái gốc rành rành xem cái này. Vừa đi Lào về chưa? Đi Lào quá kinh. Cụm rành rành này hay là cụm nào không biết. Cây này thì bé, không phải, chắc không phải. Rút cái chìa khóa xe máy phát ạ. Đấy, cây ra cây vào như thế là nhà máy sản xuất đi các bạn. À đây kìa, chắc là cái này. Để thì vừa quá. Đây chắc cái này rồi. Xem cho đại ca cái này, nhưng mà nó nhỏ chối lắm, được ạ, không chơi được. Đây này, thôi cái này bỏ qua đi, xem cái khác. Ủa, hoa mai chú thịt thơm quá. Đây còn gì kia chứ? Đâu ạ? À đây à? Dạ. Kệ. Cái này 3 tiền cô. Mà. 7 triệu à? Quá. Chậu bé quá. À, chậu bé quá. À. Này thì cũng được, người này cũng được. Cũng được phết đấy. Ghê phết nhỉ. Thân xiếc đen chùi chũi. Giờ muốn cởi ra đếch cởi được. Này cắt hơi cao quá. Như gỗ cháy cầm thị, như gỗ cháy rất khỏe đấy. Cái này cũng được, ok đấy, nhưng mà không biết cái đoạn thân bệ như nào, để xem cái đằng sau rồi. Tay cành từ nói chung từ mẫu này giờ đi tay cành cũng được rồi, sau nó hoàn thiện dần, nhưng mà chi cành lại có rồi. Tiếc nhỉ, chả nhìn thấy ở bên trong nó như nào, và chả nhìn thấy ở bên gốc nó như nào, nhìn ngoài gớm đấy. Chắc mai thay cái chậu nhìn cho dễ. Cây như này là bao tiền cô? Cây này này 4 triệu. Xanh.
Vâng. Rồi. Thô quá, mặt này thô quá. Đang đi công tác. Vâng ạ. Đây. Mày chưa rồi mày. Mua cây thì kinh rồi. Cái cây cần thăng đẹp như kia. Cái cây cần thăng nó mua nó chết cục. Ông làm bảo là cây thì nó chết cục thì tôi không muốn lấy. À thế à? Chết à? To thế cơ mà, nhìn to phết đấy. Vũ sữa này bao tiền cô? Vũ sữa này bao tiền? 5 triệu. 5 triệu à? Nghề quá. Lưu nghèo quá. Xem này. Ố. Tân huynh lại để đây là nào? Tân huynh vào lại đá cái này thêm mà. Rồi lại. Lại ra đây rồi. Ủa rồi. Chồng mông lấy cá, bắt cá này kia. Đang đi tìm một cái phôi nó ra trò một tí nhưng mà chưa thấy được. Vú sữa này chung là có cái cây cẩm thị thì cũng được. Cẩm thị được. Này thay cái chậu hoành tráng vào. Cẩm thị. Cẩm thị. Quấn cái rẻ không nhìn thấy ở trong như nào. Dưới này mới có gì không. Không phải lép lép đấy. Dưới này. Quấn. Từ đây lên thì thấy ở trong này không biết như nào. Cũng ra gì gớm. Và chuyển hết về đây. Và xem có gì hay để cho lên sóng. Đấy, chim tuế. Chim tuế. Cái này cũng hay nhưng mà mặt kia lép. Mặt kia lép quá. Nghiên cứu xem có làm được không. Vết cắt to quá. Alo. Alo ai nhỉ? À, vẫn còn. Cây vừa làm qua gì? À, 15 đồng cơ. 15 đồng. Vâng. Vâng. Vâng ạ. Cây gì nhỉ? À. Vâng. Thì sao? Rồi không nhớ được, lâu quá chả nhớ. Để em hỏi lại xem nào. Ok. Vâng vâng. À. À vâng, cây đấy thì đi xa lắm rồi. Vâng, vâng, đi xa lắm rồi. Đi ngang giá có để lại có 5 triệu, lấy 5 triệu để lại 5 triệu.
giao lưu cho một cụ ở trong hội. Và rồi rồi bác nhá, chỗ gần hồ, gần hồ đấy đấy đấy. À thế à, chỗ nào nhỉ? À ơi, thế thế ngoài đấy cây mạnh chứ. À nhưng mà ngoài Bình Phú chỗ Hữu Bằng cây mấy ông mạnh lắm đấy. À, ra ra chỗ mấy ông Cường Duy viết nhiều nhiều cây hay phết rồi đấy. À đây à, vâng, thế có để đấy em hỏi hộ nhé, xem có còn không nhé. Bây giờ ông không không chắc có nhà vì là con cái ở dưới này hết mà đấy, hiếm khi mới về đấy. Vâng nhá, có gì em cứ vâng, có gì em cứ alo nha nha. Nhiều cây chưa bác? À đây à, có cây nào hay hay nhắn Zalo em tham khảo tí. À đây à, à. Vâng nhá. Rồi. Đi lên quanh hồi nói chuyện điện thoại sẽ biết đi đâu rồi. Đấy, cái này cũng gian nan lắm. Rồi, thế thôi.